Rạng sáng ngày 24 tháng 5, Ronaldo tiếp tục gia tăng thành tích ghi bàn nhiều nhất lịch sử lên con số 837 bàn. Với pha cứa lòng trong chiến thắng 3-2 trước Al Shabab, Cristiano Ronaldo đã có 14 bàn cho Al Nassr ở mùa giải năm nay. Cộng với một pha lập công vào lưới Everton khi còn chơi cho Man United hồi tháng 10 năm ngoái, CR7 đã có tổng 15 bàn trong mùa giải năm 2022-2023. Kể từ năm 2006 đến nay, Ronaldo đã chơi 17 mùa giải và đều ghi ít nhất 15 bàn trở lên tại các giải vô địch quốc gia. Ở mùa đỉnh cao nhất năm 2014-2015, nhà vô địch Euro 2016 đã ghi đến 48 bàn tại La Liga. Ronaldo vẫn chinh phục kỷ lục ở tuổi 38. Với mỗi bàn thắng vào lúc này, Ronaldo đều sẽ tự phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của mình. Đến nay, CR7 đã chạm mốc 837 bàn, hơn người xếp sau Lionel Messi 32 bàn. Pha lập công của Ronaldo, Gareth và Talisca giúp Al Nassr thắng ngược Al Shabab 3-2 dù bị dẫn trước đến 2-0. Ronaldo cũng dần lấy lại phong độ khi lập công trong hai trận gần nhất của câu lạc bộ chủ sân Merson Park. Al Nassr ngược dòng ngoạn mục nhưng vẫn chỉ xếp thứ hai do ở trận cùng giờ. Đội đầu bảng Al Ittihad đã thắng Al Batin 1-0 để duy trì khoảng cách 3 điểm với Al Nassr. Cơ hội vô địch của Ronaldo cùng đồng đội dần hẹp lại khi mùa giải chỉ còn 2 vòng.